Hello, xin chào các bạn đã quay lại với chuyên mục Thủ thuật và ứng dụng của Surface Pro. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tùy chỉnh các mục hiển thị trong Start Menu. Trên Windows 10, Start Menu thường sẽ hiển thị các ứng dụng được dùng nhiều, các ứng dụng mới được cài đặt hay các thư mục đã mở. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh những mục nào sẽ xuất hiện trong Start Menu theo ý của mình. Chỉ cần vào Start Menu, chọn Settings, sau đó chọn Personalization. Trong hộp thoại mới xuất hiện, chọn Start. Sau đó chọn Choose which folders appear on Start, có nghĩa là chọn thư mục để hiển thị trên Start. Lúc này, danh sách các mục có thể tùy chỉnh sẽ được hiện ra. Hãy nhấn On để chọn các mục bạn muốn hiển thị trong Start Menu hay Off để ẩn đi các mục không cần thiết. Hy vọng video này sẽ giúp ích cho bạn. Hẹn gặp lại vào những video lần tới. Bye bye!